Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh kiến thức. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn một cái chức năng mới của cái LinkedIn Quick IQ, giúp cho các bạn có thể kiểm tra được cái giờ xem trên kênh của bạn nó có đạt được 4.000 giờ trên 12 tháng hay không. Thì đây là một cái tính năng mới mà Quick IQ vừa cập nhật, nó rất là hay. Thì mình sẽ nói về cái phương pháp mà xem mặc định của YouTube trước. Giả sử như ở đây mình có mở một cái kênh, đây là một cái kênh tạm của mình thôi. Mình dùng cái kênh này để làm demo ha, để hướng dẫn các bạn, để các bạn xem. Thì thông thường đối với những cái kênh mà các bạn mới vừa đăng ký, tức là cái kênh mà phát triển giai đoạn năm 2018 đó, thì các bạn có thể vào cái mục kiếm tiền chỗ này. Thì cái kênh mới ở đây là cái kênh mà nó có 4 bước. Ở đây các bạn thấy cái kênh này của mình làm lâu rồi, cho nên nó chỉ có bước 1, 2, 3 thôi. Thì cái kênh mới bây giờ các bạn làm đó, thì nó có thêm cái mục số 4 ở chỗ này. Nó sẽ ghi cho các bạn biết là cái kênh mình đã có bao nhiêu giờ, đã được bao nhiêu sub rồi ha. Thì kênh này là kênh cũ, tức là cái kênh mà người ta gọi là kênh có 3 bước đó, thì nó sẽ không có thống kê chỗ này ha. Đối với kênh này thì khi mà mình đạt được 4.000 giờ xem trong 12 tháng nhé, và 1.000 cái lượt đăng ký kênh, tức là subscribe á, thì nó sẽ được YouTube xem xét kiếm tiền. Thì đây là một cái cách mà kiểm tra phổ thông, thông thường các bạn sẽ làm cái này. Lưu ý ha, đối với kênh 4 bước thì nó sẽ hiện ở đây luôn. Ngoài ra thì các bạn có thể xem một cách khác là các bạn vào cái phần là thống kê chỗ này, Analytics, các bạn bấm vào. Nếu mà các bạn muốn kiểm tra tổng giờ xem trong 12 tháng đó, thì các bạn sẽ nhìn chỗ này giùm mình. Ở đây thì mặc định nó đang để là 28 ngày cuối cùng. Các bạn muốn xem 12 tháng thì các bạn bấm vào đây. Sau đó các bạn sẽ chọn cái mục là 365 ngày qua. 365 ngày qua tức là 12 tháng ha, các bạn bấm vào. Thế thì ở đây nó sẽ thống kê toàn bộ cái thời gian mà cái kênh này nó đạt được. Ví dụ như kênh này của mình nó đang được 14.444 phút ha. Thì cái mà 4.000 giờ thì các bạn đổi vào phút thì các bạn nhân với 60 thì nó sẽ ra khoảng 24.000. Thế thì đó là cái cách mà đa số các bạn dùng để các bạn xem. Tức là một là các bạn xem trong cái mục kênh, hai là các bạn xem trong cái mục là thống kê. Vào cái mục tổng quan thì các bạn sẽ thấy hết cái này. Nhớ là phải chọn 365 ngày. Tuy nhiên thì có một cái cách giúp cho các bạn xem nhanh hơn. Thì nếu như mà các bạn để ý đó, thì ở đây nè, thì cái trình duyệt Chrome của mình á, nó có cài một cái login gọi là Quick IQ. Thì Quick IQ nó vừa cập nhật một tính năng mới là ngay chỗ này đây. Các bạn thấy ở đây nó có thống kê thêm một cái thông số nữa mà nó ghi là 1Y đó. 1Y tức là 1 năm ha, tức là year đó. Thì cái con số mà 323 này đó, tức là cái số giờ mà cái kênh của mình nó đạt được trong 12 tháng. Thì đây là một cái thông số mới mà Fit IQ nó vừa nâng cấp ha, các bạn lưu ý nha. Thì các bạn thấy là mình không có cần phải vào kênh hay là vào thống kê ha, các bạn chỉ cần đơn giản là mở YouTube lên, dĩ nhiên là có đăng nhập rồi ha, thì các bạn có thể nhìn cái chỗ này, thì các bạn sẽ biết được cái kênh của mình nó có đạt được 4.000 giờ hay không. Rõ ràng là với cái giải pháp này thì các bạn có thể cập nhật liên tục cái việc thống kê cái số phút cũng như là cái giờ của cái kênh mình nó đạt được trong một năm. Ở đây mình cũng nói rõ thêm một cái nữa, đối với những cái kênh mà chưa đạt được 4.000 giờ thì cái viết IQ nó mới thể hiện ở chỗ này. Đối với những cái kênh nào mà đã đạt được 4.000 rồi, ví dụ nó đạt được ngưỡng là 5.000 đi, 5.000 giờ, thì viết IQ nó sẽ không có thống kê con số này nữa. Ví dụ như bên cái kênh kiến thức này của mình, các bạn thấy nó sẽ không có hiển thị cái số giờ, là do cái kênh này nó đã đạt được cái yêu cầu của YouTube rồi, cho nên là nó sẽ không có hiển thị cái này nữa.
với cái phần hỗ trợ của VIEKQ thì sẽ giúp cho các bạn có thể dễ dàng các bạn thống kê được cái số giờ trên cái kênh mà không phải tốn nhiều cái bước các bạn xem thống kê. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Các bạn nhớ subscribe kênh ủng hộ mình và để lại những cái bình luận bên dưới video ha. Chào các bạn.